Xin chào các bạn đã quay trở lại với một trendy của podcast truyền hình Đồng Tháp. Dạo này lướt Facebook thấy mọi người khoe mua iPhone nhiều quá, mà Hồng Lê thấy màu tím là nhiều nhất á. Có lẽ iPhone 14 màu tím đang là trend lúc này thì phải. Có mấy bạn thức cả đêm đứng chờ để trở thành những người sở hữu chiếc điện thoại táo khuyết sớm nhất. Thậm chí là có bạn bay sang cả Singapore từ trước đó cả tháng để mua. Sức hút của chiếc điện thoại này lớn đến nỗi chỉ trong một ngày đầu tiên mở bán, một hệ thống bán điện thoại thôi mà đã thu về tới 200 tỷ đồng doanh thu. Theo thống kê mới đây thì Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có mức giá iPhone cao so với thu nhập trung bình. Cụ thể là một người dân Việt Nam cần chi đến 45,86% trong tổng số tiền lương hàng năm để mua mẫu iPhone 14 cơ bản. Thế nhưng, cứ mở bán là iPhone lại có cảnh người Việt xếp hàng để mua. Hồng Lê nghĩ rằng cái cảm giác được tự tay bóc siêu một món đồ công nghệ đang dẫn đầu xu hướng thì thật là ngầu. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về chuyện chạy theo công nghệ? Anh nghĩ thì xu hướng mà các bạn trẻ thích thay đổi là chuyện bình thường. Họ trẻ mà họ muốn tìm hiểu, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu mà những người trẻ mà có đủ thu nhập, đủ cái khả năng tìm hiểu thì anh thấy cái đó không thành vấn đề. Thì em nghĩ cũng tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi chị. Thì đối với em thì em cũng không đặt nặng vấn đề điện thoại lên quá. Nói chung là cái nào đủ để phục vụ công việc cho em là được. Em nghĩ là nên nâng cấp công nghệ, nhưng mà tùy thuộc vào tài chính của mình. Không nên đu bám vào cái trend nhiều quá. Thì em xài cái điện thoại của em cũng lâu rồi. Thì em thấy là nếu mà nó xài được thì nó đủ tiện lợi với mình thì mình cứ xài thôi. Em cảm giác nó phí á chị. Kiểu như giờ có ai tặng cho em thì em sẽ nhận, chứ còn tự lấy tiền của mình mua thì em thấy phí á. Quả là có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chung quy Hồng Lê có thể đúc kết như thế này. Đó là chúng ta có thể chạy theo công nghệ khi bản thân có đủ điều kiện, tiền bạc dư dả. Thế nhưng, có những người dù chiếc điện thoại đang xài, vốn đã rất xịn rồi, nhưng mà vẫn muốn đổi sang mẫu xịn nhất. Cái họ cần không phải là những tính năng trong chiếc điện thoại đó, mà chính là thương hiệu, là thứ thể hiện đẳng cấp. Và trong cuộc chạy đua công nghệ đó, không phải ai cũng là người thật sự rủng rỉnh tiền bạc. Có người phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, có người phải tăng ca làm việc, thậm chí là có người phải đi vay mượn để chứng tỏ bản thân. Đối với những người mà kinh tế cao thì cái việc đổi điện thoại nó là quá bình thường, nó giống như cuộc sống hàng ngày chạy đua theo công nghệ. Nhưng mà cũng có vài người cho thấy cái vẻ bề ngoài thì nghĩ không nên đổi cho lắm. Cách đây không lâu, Hồng Lê có đọc trên mạng một câu chuyện thế này. Có một cái chàng trai phải đi giày nóng 20 triệu đồng mua iPhone tặng bạn gái. Tuy nhiên sau đó thì anh bị người yêu chia tay không thương tiếc. Còn số nợ thì cứ lãi mẹ đẻ lãi con, khiến anh chàng khốn đốn. Nếu các bạn nói rằng vật chất quyết định ý thức, thì chẳng lẽ chúng ta cứ phải mệt mỏi chạy theo vật chất mãi hay sao? Nhiều người trẻ ngày nay sẵn sàng mua những món đồ hiệu đắt tiền, mỹ phẩm cao cấp, xe máy xịn mua xế hộp. Để thu hút ánh nhìn tán dương của mọi người, họ sẵn sàng chịu đựng những khoản nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng. Trên mạng xã hội gọi đó là lối sống nghèo, sang chảnh. Và cá nhân Hồng Lê nghĩ rằng đó là một xu hướng rất đổi tiêu cực. Thì anh nghĩ đó là một cái bài học đầu đời cho họ thôi. Khi mà họ đã trải nghiệm được cái này thì họ sẽ biết được mất cân bằng tài chính là hiện tại là như thế nào, và họ có thể tránh được những sai lầm trong tương lai. Sức hút của một món đồ công nghệ, một món hàng hiệu cũng chỉ có giới hạn. Sau một thời gian hào nhoáng thì mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Các món đồ hiệu dù có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp bằng lối sống tử tế, tri thức và cách đối nhân xử thế của một người. Sau nhiều năm đi qua, cái mà người ta nhớ đến bạn là những nỗ lực và thành quả mà bạn đạt được trong công việc, trong cuộc sống, chứ hoàn toàn không phải là những món đồ mà bạn từng sở hữu. Thể hiện đẳng cấp hay giá trị gì đó thì cái đó mình cũng không cần phải xã hội đánh giá. Bản thân mình cảm thấy đủ cho gia đình mình, cho những cái người thân của mình.
Và đẳng cấp ở chỗ là mình có thể lo được cho tương lai của thế hệ con cái của mình là được rồi. Mình không nhất thiết phải đẳng cấp với ai hết. Chỉ cần mình có công việc làm ra tiền là được. Nếu mà em có tiền chắc chắn em sẽ sửa lại nhà cho mẹ trước. Xong rồi những thứ khác thì tính sau. Nói chung là sẽ lo cho gia đình trước. Tốt nhất là nên giữ mình luôn là chính mình đi, đừng có chạy theo một cái bản sao nữa. Ai cũng có giấc mơ để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn. Và như Hồng Lê cũng đã nói, giấc mơ là để phấn đấu, chứ không phải cái cớ để chúng ta có thể bất chấp. Vẻ ngoài là yếu tố ban đầu giúp cho chúng ta thu hút thiện cảm với người đối diện. Nhưng để tạo nên giá trị cá nhân thì cần phải kèm theo cả những nội hàm bên trong. Để bản thân được tôn trọng thật sự, hãy khoác lên mình những giá trị thật, chứ không phải bộ cánh hào nhoáng.